khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát tường Phú Hưng, sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, dễ dàng đến thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh Tây Nguyên thông qua hệ thống hạ tầng giao thông xuyên suốt như quốc lộ 13, quốc lộ 14, tỉnh lộ 741. Cư dân Cát tường Phú Hưng chỉ cần 5 phút để đến trung tâm hành chính tỉnh, hệ thống ngân hàng, trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ, công viên và các dịch vụ vui chơi giải trí khác. Quy mô 92,7 ha, khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát tường Phú Hưng được đội ngũ kiến trúc sư tài hoa quy hoạch khoa học, hài hòa, đồng bộ, gồm 4 phân khu chức năng: khu phố thương mại Hưng Gia Vượng, khu phố thương mại Hưng Ngân Phát, khu phố thương mại Phú Thiên Kim, khu phố thương mại Phú Khang Thịnh và khoảng 50% diện tích dành cho công viên cây xanh, cảnh quan và các công trình tiện ích nội khu. Trải dài trên đại lộ rộng thênh là những vạt nắng vàng xuyên kẽ lá, những giọt sương mai khẽ động trên cánh hoa, các công trình tráng lệ nép mình sau tán cây xanh. Với kiến trúc tinh tế sang trọng, những căn nhà phố thương mại mang sắc màu tươi sáng, những dãy nhà phố liên kế trang nhã, những căn hộ hiện đại nổi bật khi được điểm xanh bởi không gian thiên nhiên xanh mát. Cư dân của Cát tường Phú Hưng không chỉ được sinh sống trong một môi trường trong lành thanh khiết với hệ thống 6 công viên khe gió trải đều khắp khu đô thị như Hồng Ngọc, Ngọc Bích, Ngọc Trai, Thạch Anh, Hoàng Ngọc, Khổng Tước mà còn được tận hưởng một cuộc sống hiện đại, tiện nghi, năng động, đa sắc màu tại quảng trường ánh sáng rộng 3.300m², rực rỡ và sống động với đài phun nước hoành tráng, một không gian biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Đại lộ danh nhân dài hơn 1km, nơi những bức tượng vĩ nhân được đặt trân trọng, thể hiện khát vọng của chủ đầu tư. Lần đầu tiên xuất hiện tại cửa ngõ phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị phức hợp cảnh quan sở hữu công viên thế giới di sản kiến trúc The Destina với quy mô hơn 2,1 ha là nơi tái hiện một quần thể di sản kiến trúc phương Tây sống động đến từng chi tiết. Những khải hoàn môn, nhà thờ Đức Bà Paris, đài phun nước Apollo trong cung điện Versailles tráng lệ, đến xứ sở cờ hoa hiện đại với quảng trường thời đại, Nhà Trắng, tháp đồng hồ Big Ben, đấu trường La Mã, ngựa gỗ thành Troa, vừa vĩ đại vừa thân quen là điểm dừng chân tuyệt vời của mọi du khách. Ngoài ra, công viên thế giới điện ảnh The Angels với quy mô 1,8 ha, xứ sở diệu kỳ của trẻ thơ với hàng trăm nhân vật hoạt hình nổi tiếng được thiết kế sinh động cũng là điểm vui chơi yêu thích của các gia đình vào dịp cuối tuần. Trung tâm thương mại Thiên Kim quy mô 1,4 ha và trung tâm thương mại Ngân Phát quy mô hơn 2,8 ha là biểu tượng của sự sôi động và phồn vinh của khu đô thị, tích hợp chuỗi nhà hàng, rạp chiếu phim, khu giải trí, spa, gym hiện đại. Hệ thống giáo dục và y tế chất lượng quốc tế tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ rộng 1,6 ha. Trường tiểu học Nhân Văn rộng 2,5 ha. Bệnh viện đa khoa chuẩn quốc tế Phước Bình. Hệ thống an ninh được đảm bảo tuyệt đối 24/24, mang đến cho cư dân một cuộc sống an toàn và trọn vẹn. Sự hòa quyện giữa cảnh quan kiến trúc châu Âu kết hợp hài hòa với không gian thiên nhiên Á Đông trang nhã là nét chấm phá ấn tượng, đem đến cho khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát tường Phú Hưng những giá trị trường tồn theo thời gian, tạo dựng nên một cộng đồng tinh hoa, một chốn an cư lý tưởng, một môi trường kinh doanh phồn thịnh, một địa chỉ du lịch, vui chơi, giải trí đầy thú vị. Cát tường Phú Hưng, kiến trúc tinh hoa, hài hòa cuộc sống.